Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với chương trình Hồ sơ vụ án của Báo Thanh Hóa. Chắc hẳn quý vị đã quen thuộc với những bản tin thời sự nóng hổi được cập nhật liên tục trên kênh của chúng tôi. Tuy nhiên, Báo Thanh Hóa còn mang đến cho quý vị một chương trình đặc biệt hơn, nơi vén màn bí ẩn đằng sau những vụ án lì kỳ, gây cấn và đầy kịch tính. Hồ sơ vụ án là hành trình khám phá những góc khuất của xã hội, nơi những cuộc đấu trí căng thẳng giữa thiện và ác diễn ra. Mỗi một vụ án là một câu chuyện, là bài học cảnh giác để phòng tránh tội phạm và là lời ca ngợi cho những chiến công vang dội của lực lượng công an nhân dân. Ngay sau đây, mời quý vị đến với vụ án bí ẩn sẽ được hé lộ trong chương trình hôm nay. Đối diện với chiếc bàn thờ đơn sơ, không có di ảnh của con, được đặt ở gian phòng khách, bà Phan Thị Hà, 47 tuổi, ở thôn Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cầm nén hương mà tay cứ run run, nước mắt lại vắn dài. Thấy vợ đau xót, Ông Nguyễn Xuân Trung, chồng bà Hà cũng không cầm được lòng mình. Vợ chồng bà Hà vốn chỉ có hai đứa con gái, Nguyễn Thị Mỹ Nhung là em, chị gái cũng đã lấy chồng được gần hai năm. Biết gia đình bà Hà có chuyện buồn, nên gia đình chồng của người con gái lớn đã cho con dâu và cháu về ở với vợ chồng bà Hà để động viên an ủi. Mắt ngấn lệ, bà Hà kể lại rằng khoảng 19 giờ 10 phút ngày 22 tháng 10 năm 2011, Nhung có điện thoại về cho bà với tâm trạng khá hồ hời. Biết thì con gái sắp về nhà để chuẩn bị sinh nở, bà mừng khôn xiết. Có ngờ đâu, đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai mẹ con. Khoảng 6 giờ sáng ngày 23 tháng 11 năm 2011, vợ chồng bà Hà như chết lặng khi nhận được hung tin con gái mình đã chết ở đồi cây Bạch Đàn thuộc xã Đại Trạch, cách nhà chồng khoảng 2 km. Nói về vụ việc đã qua, ông Trung an ủi vợ rồi chia sẻ. Thôi thì mọi việc cũng đã qua, chúng tôi cũng đau lòng lắm nhưng cũng không muốn ân oán chất chồng chỉ mong con rể, Ngô Sĩ Hùng, chồng Nhung đừng có những việc làm gì đó dại dột, thay quá. Chúng tôi luôn động viên Hùng, giúp nó vượt qua nỗi đau này. Ai sai đã có pháp luật trừng trị. Nhung là một cô gái xinh đẹp và nhiều năm liền đều đạt thành tích cao trong học tập. Đến giữa năm học lớp 8, do chị gái Nhung vào học tại thị trấn Hoàn Lão, nên vợ chồng bà Hà đã cho Nhung chuyển trường từ Thanh Trạch vào thị trấn Hoàn Lão học tiếp để có chị có em. Xa rời vòng tay bố mẹ, lại bị bạn bè rủ dê, Nhung dần lơ đãng học tập và sau đó tụt dốc. Lên lớp 10 do không thi đậu vào hệ công lập nên Nhung phải học hệ bán công, nên là trường trung học phổ thông số 5 Bố Trạch và học chung lớp với Hồ Nhật Linh, sinh năm 1993 ở tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão. Khi đó, Nhung, Linh và Ngô Sĩ Hùng, sinh năm 1988, trú tại thị trấn Hoàn Lão, chơi chung nhóm với nhau. Thay vì yêu một người, Hùng lại yêu cả hai cô gái cùng nhóm. Lúc đầu yêu Linh rồi sau đó lại chuyển sang yêu Nhung cảm giác như mình là người bị bỏ rơi khiến linh chán trường sinh ra lòng đố kỵ nên xem cô bạn thân bấy lâu thành tình địch và nhiều lần tìm cách đánh dần mặt nhung sau nhiều lần bị linh chặn đường đánh túi bụi nhung phát hoàng bỏ học rồi về ở hẳn tại nhà hùng giúp mẹ hùng bán cà phê thấy bạn gái của con trai cũng hiền lành lại chất phác thật thà nên mẹ hùng cũng ưng ý và sau đó đồng ý tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ vào tháng 4 năm 2011. Bản thân Hồ Nhật Linh thường được đám bạn cùng lứa gọi là chân dài bởi Linh có chiều cao lý tưởng và vẻ mặt đẹp sắc sảo của tuổi 18. Bố làm thợ mộc, nhà không giàu nhưng cũng đủ chu cấp cơm ngon, áo đẹp cho đứa con gái út Hồ Nhật Linh. Tuổi thơ của Linh trôi êm đềm như bạn bè cùng lứa ở mảnh đất nghèo nhưng hiếu nghĩa Quảng Bình. Nhưng rồi Linh thay đổi nhanh chóng một cách kỳ lạ khi bước vào năm học lớp 10 trường làng. Cách đây 3 năm, khi đang học lớp 10, bạn bè cùng lứa đang thi nhau chuyện học và tính con đường vào đại học, thì Hồ Nhật Linh lại tìm đến tình yêu riêng tư. Linh có quan hệ yêu đương với Ngô Sĩ Hùng, 23 tuổi, nhưng dù tình yêu với cô nữ sinh của Hùng cũng cạn khi Hùng quyết định xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung, nạn nhân. Buồn tình, Linh bỏ học và bắt đầu bước vào con đường ăn chơi lêu lồng của mình. Bỏ đám bạn thân còn ngồi trên ghế nhà trường, Hồ Nhật Linh kết bạn với những đối tượng đốt tương lai trong ma men, ma túy, hành xác trong nhà nghỉ, quán karaoke. Nhiều lần gia đình và người thân căn ngăn, nhưng càng khuyên nhủ thì Linh lại càng như con ngựa bất kham, càng dẫn vào con đường hư hỏng Hệ quả là sau hơn một năm hành xác với đám bạn lấy nhà nghỉ làm nhà, Linh đã mang thai. Hồ Nhật Linh đẻ con và mang về nhà ba mẹ. Từ ngày có con, tưởng rồi Linh thay đổi. Song bản tính thích chơi bời đã ăn vào máu, nên hàng ngày Linh vẫn lặng lặng rời nhà theo đám bạn cũ và âm thầm nuôi dấu cơn ghen tuông vô cớ của mình với vợ người tình xưa. Thấy cuộc sống của vợ chồng anh Ngô Sĩ Hùng và chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung ngày càng hạnh phúc, buồn bán quán cà phê lúc nào cũng đông khách. Cơn ghen tuông ích kỷ trong người Linh càng thêm lồng lộn và dắp tâm phá hoại trả thù. Cách một tuần trước khi gây án, Hồ Nhật Linh mua một sim điện thoại mới và gọi cho chị Nhung. Để đánh lừa Nhung, Linh tự giới thiệu mình là Tường Vi, cô bạn thân ngày xưa của Nhung. Nghe Tường Vi nói chuyện, Nhung không mảy may nghi ngờ. Vì bạn thân lâu ngày không gặp, nên tối 22 tháng 10 năm 2011, khi nghe Tường Vi gọi ra khỏi quán cà phê để nói chuyện, chị Nhung vui vẻ ra ngay. Bước ra khỏi cổng, chị Nhung phát hiện bị Linh lừa dối là Tường Vi, nhưng biết là Linh nên chị Nhung cũng vui vẻ hỏi thăm nói chuyện và mời Linh vào nhà. Nhưng Linh không vào và nhờ chị Nhung chở Linh về quán nhà mình. Chị Nhung không chịu vì sợ chồng và gia đình không đồng ý, nhưng sau đó do Linh thuyết phục nên Nhung đồng ý. Vừa ngồi lên xe, Hồ Nhật Linh đã mượn điện thoại chị Nhung bảo để gọi cho người quen. Nhưng khi chị Nhung đưa máy, Linh đã không gọi mà tự tay tháo pin, phá nguồn điện thoại mà chị Nhung không hề hay biết. Khi xe chạy đến gần trường Trung học Phổ thông Bố Trạch một, chị Nhung cảm thấy bất an đòi quay về. Hồ Nhật Linh bảo chị Nhung ngồi sau để thị trở, và khi cầm được tay lái, Linh tăng tốc chở chị Nhung chạy thẳng lên vườn Bạch Đàn, giữa một vùng hoang vu thuộc đồi 95, thôn Đại Nam, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch. Khi xe vừa dừng lại, chị Nhung đòi về, nhìn trước ngõ sau thấy không có ai, Linh rút đục dài 22 cm, đâm hai nhát vào lưng chị Nhung. Nhung ngã khuỵ, vừa van xin vừa kêu la người cứu. Chị Nhung vừa kêu xin thì tính ác thú trong người Linh càng nổi lên. Gần đến ngày sinh nên chị Nhung không thể chống cự linh cầm tóc kéo hẳn chị nhung ngã xuống rồi dùng đục đâm liên tiếp vào vùng đầu vùng mặt vùng gáy vùng vai lưng của chị nhung cho đến khi chị chết kết quả khám nghiệm hiện trường của cơ quan công an đã chứng minh chị nhung bị hung thủ đâm 95 vết thương sau khi sát hại nạn nhân linh đã tháo hai chiếc nhẫn ở tay và vòng tay của chị nhung mang về nhà cất giấu vụ án xảy ra gây bàng hoàng phẫn nộ đối với hàng ngàn người dân vùng cát bởi bên cạnh việc giết người man dợ bằng 95 vết đâm thì nạn nhân còn mang bầu đang bước sang tháng thứ 8, chờ ngày sinh nở. 5 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 2011, nhận được tin báo, Đại tá Trần Văn Tùng, trưởng Công an huyện Bố Trạch và Thượng tá Lê Xuân Văn, phó Công an huyện đã lập tức gặp nhau triệu tập toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện họp bàn và báo cáo gấp Công an tỉnh. Đại tá Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh quyết định, giao Công an huyện Bố Trạch và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội BC45 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung cao độ, cường quyết phá án, truy bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất. Sau 12 tiếng đồng hồ, sử dụng đồng loạt các nghiệp vụ, gọi hỏi, sàng lọc hàng chục đối tượng, lực lượng công an đã phát hiện Hồ Nhật Linh chính là hung thủ. Khi triệu tập đến cơ quan điều tra, Linh tỏ ra rất bình tĩnh, luôn tìm cách biện hộ cho yếu tố ngoại phạm của mình. Trung tá Trần Xuân Hùng, một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, được giao nhiệm vụ khai thác điều tra, ghi lời khai Hồ Nhật Linh. Gần 30 năm gọi hỏi, tiếp xúc hàng trăm đối tượng phạm pháp, nhưng đây là lần đầu tôi gặp một đối tượng lạnh lùng, biết tìm cách chối tội như Hồ Nhật Linh. Trung tá Hùng nhận xét. Suốt 12 tiếng đồng hồ làm việc, mỗi lần điều tra viên hỏi một câu, Linh lại trả lời bằng một câu hỏi ngược lại. Vì sao lại bắt cháu lên đây? Con cháu mới gần 2 tuổi, các chú bắt cháu ngồi đây thì ai cho con cháu ăn? Chỉ mình cháu cho ăn, con cháu mới chịu ăn. Chú giữ cháu thế này có đúng luật không? Người như cháu mà đi giết người à? Nếu chú không trả lời thì cháu về. Hai ba giờ đêm, sau hơn 10 tiếng đồng hồ gọi hỏi, Hồ Nhật Linh vẫn nhất quyết cháu không giết ai cả. Linh một mực đòi về và nói rằng con cháu nhỏ không có cháu thì hắn không chịu ngủ. Ngay vậy, điều tra viên Trần Xuân Hùng nói lại, con cháu còn có ông bà bùng bế du ngủ, còn mẹ con chị Nhung bị giết từ giờ mãi mãi phải nằm giữa đất lạnh, không biết. Điều tra viên bỏ lừng câu nói, bất chợt Hồ Nhật Linh gục mặt xuống bàn. Vài phút sau Linh ngẩng đầu lên, vuốt lại tóc tai và hỏi dồn điều tra viên. Hùng thủ giết chị Nhung bị không hình phạt nào hỏi chú? Nếu bắt được thì tử hình hay tù trung thân hay mấy năm? nếu người giết có con nhỏ có được tình tiết giảm nhẹ không? Nếu đi tù thì ra ở đâu? Nghe Linh hỏi, điều tra viên Hùng biết diễn biến tâm lý của đối tượng đã chuyển biến. Anh nói chuyện cho đối tượng hiểu về tình gia đình, bạn bè, con cái và người gây án thì chắc chắn lương tâm không thể không cắn rứt. không giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2011, sau hơn 12 tiếng đồng hồ bình tĩnh, lạnh lùng chối tội, Hồ Nhật Linh đã khẳng định mình là hung thủ. Linh kể lại tất cả tình tiết gây án của mình nghe đối tượng nói về cách gây án thản nhiên như không. Ngồi ghi lời khai giữa đêm khuya, nhiều lúc tôi thấy lạnh cả người. Trung tá Hùng nói. Sáng ngày 13 tháng 1 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đưa ra xét xử lưu động vụ án sát hại thai phụ dạ man tại huyện Bố Trạch. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồ Nhật Linh mức án tù trung thân về tội giết người và 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chịu hình phạt chung là án trung thân đồng thời liên đới cùng gia đình bồi thường số tiền gần 200 triệu đồng cho gia đình bị hại.